Hello, xin chào mọi người. Đây là cái dòng sản phẩm kem dưỡng thâm mắt của Nhật Bản nha. Đây là dòng sản phẩm kem dưỡng mắt rất là hot của Nhật. Và khi mà mấy chị sử dụng rất là đơn giản, mọi người sẽ sử dụng là mình rửa mặt, sau đó mình sẽ lấy một lượng kem vừa đủ thoa về cái phần quầng mắt của mình, sẽ giúp cho da của mình nó sẽ giảm quầng thâm nè, nó sẽ giúp cho da của mình nâng cơ và đặc biệt là dưỡng trắng da vùng mắt, giúp cho da của mình được trẻ hóa hơn rất là nhiều. Đây là dòng sản phẩm Nhật Bản mà bấy lâu nay em gọi là em bị cháy hàng và hôm nay hàng Nhật của em đã cập bến rồi. Mọi người ơi, ngay bây giờ hãy alo cho em qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279. Đây là dòng sản phẩm kem dưỡng da vùng mắt Nhật Bản và bán chạy số 1 tại Nhật Bản, và không những là Nhật Bản mà ở kể cả Việt Nam và những nước trên thế giới cũng đang sử dụng cái em này, rất là ok nha. Bao hết thâm mắt luôn nha mọi người, rất là hay. Cảm ơn mọi người.